Rồi các bạn ơi, đây là một ly trà chanh đậu biếc măng cục. Người thấy không? Đây là một món khá là phổ biến ở tại quán Paritikun ở Quy Nhơn. Quán này có đặc điểm rất đặc biệt là thuê chung một không gian có nhiều quán. Đây các bạn, đây là bây giờ là vẫn còn là không gian của cái quán cà phê. Thấy không? Đây là không gian của quán trà chanh, thì nó chỉ có khúc này thôi, khúc này và ngay đây những cái hàng ghế màu đen này, còn phía bên trong là của quán cà phê. Lát nữa khoảng chừng sau 3 giờ thì sẽ đóng cửa lại. Đấy, mọi người thấy đây là một hình thức chia sẻ không gian kinh doanh quán cà phê rất là hay ở tại Quy Nhơn. Người thấy ở đây có rất nhiều quán cà phê ở ngay những góc ngã tư, cho nên chắc là cũng dễ hiểu khi mà có nhiều quán cà phê, nhiều cái quán giải khát chia sẻ một cái không gian kinh doanh chung. Thì đặc biệt tại vị trí này thì có cạnh trường chính trị Bình Định và một cái chùa Minh, cái chùa rất là lớn ở đây. Thì cái vị trí này có khá là đắc địa nên là có nhiều quán cùng chia sẻ cái không gian này. Rồi vậy nha, là chỉ bình luận một chút về không gian quán thôi. Đấy, còn trở lại món chính này, này là gồm có trà chanh đậu biếc và măng cục. Rồi, cảm ơn mọi người nha.